Thưa quý vị, sáng nay ngày 9 tháng 12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, nối điểm cầu chính tại tòa nhà Quốc hội với hơn 13.000 điểm cầu trong cả nước và sự tham dự của 360.000 đảng viên. Dự tại điểm cầu Hà Nội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Dự tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Hội nghị nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức nghiên cứu quán triệt kết luận 21 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa và quy định 37 về những điều đảng viên không được làm của Ban Chấp hành Trung ương trong toàn Đảng và hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Trong đó tập trung làm rõ vì sao lần này Trung ương lại tiếp tục bàn và ra nghị quyết về xây dựng chỉnh đốn Đảng, những tinh thần mới, nội dung mới của lần này là gì và cán bộ đảng viên phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả nghị quyết Hội nghị Trung ương 4. Phát biểu tham luận tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, xác định vị trí tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã chủ động xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện kết luận số 21 và quy định số 37 với nhiều nội dung giải pháp quyết liệt gắn với thực tiễn tại địa phương. Cùng với việc nghiên cứu học tập quán triệt, thành phố đã chủ động xây dựng dự thảo kế hoạch để thực hiện kết luận 21 trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện nghị quyết Trung 4 khóa 11, nghị quyết Trung 4 khóa 12 trong thời gian vừa qua, bám sát những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và chú trọng cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ giải pháp được nêu trong kết luận số 21 và kế hoạch số 03 gắn với tình hình thực tiễn của địa phương. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các nhiệm vụ mới quan trọng, đó là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, kiên quyết, kiên trì, đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, gắn với việc thực hiện các đề án, chỉ thị, nghị quyết đã được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành. Đặc biệt, thành phố đã tổ chức nghiên cứu quán triệt bài viết của đồng chí Tổng Bí thư một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đến các chi bộ, đưa thành nội dung sinh hoạt chuyên đề và biên tập thành bài giảng của trường chính trị thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng liên quan đến công tác con người. Vì vậy, rất khó, rất phức tạp, nhưng không thể không làm. Tổng Bí thư yêu cầu phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của kết luận và quy định, nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. Trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo tổ chức thực hiện kết luận và quy định trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách, mở được sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, phải thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm, bao gồm cả việc thực hiện 10 nhiệm vụ nêu trong nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, các quy định khác của Đảng và pháp luật của nhà nước, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, chống và xây, bởi trong xây dựng chỉnh đốn Đảng có những việc không thể chỉ làm một lần là xong. Ngược lại, phải làm rất kiên quyết, kiên trì, bền bỉ, làm thường xuyên, liên tục. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị, ngay sau hội nghị này, mỗi cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì, phải gương mẫu, tự giác làm trước, căn cứ vào nghị quyết, kết luận và quy định lần này, nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình.